Giới thiệu với cả nhà con Yama US46 cabin máy lạnh nha. Thì con này mới vừa cập bến từ cửa hàng em. Bên em mà rửa sạch sẽ rồi, cũng chưa được sạch lắm cho bác tương đối thôi. Giờ bên em đóng giấy rồi để khi mình bước lên nó phải vô các bác. Con này là 46 ngựa, full cơ trợ lực lái, chạy nhanh máy bét kim, một siêu phẩm tiếng lùi đồng tốc, nằm ngay trên bu lăng nha các bác. Thì bây giờ em sẽ đi chi tiết cho các bác để có thể tham khảo con xe cho được kỹ. Con này sau khi mà rửa khô rồi bên em sẽ tiến hành là đánh bát cho nó sáng lớp sơn riêng của nó lên nha các bác nha. Đấy, cái dòng này là tay lái, đây là tay lái trợ lực ti á, nên là siêu nhẹ, siêu nhẹ để các bác có thể di chuyển và đi lại một cách dễ dàng và thuận tiện hơn nha. Đó. Rồi các bác tham quan một tí em nó. Siêu phẩm tiếng lùi đồng tốc trên vô lăng. Thì em nói mới nữa so ra các bác em muốn nó vẫn còn nhiều chỗ mà còn đang ướt. Bốn quả lớp nguyên bản nha các bác nha, bốn quả lớp của nó nguyên bản. Lớp trước của nó là lớp béo từ, lớp trước là lớp béo từ made in Japan nguyên zin của Nhật luôn, 9.516. Lớp còn gai gió luôn các bác ạ. Nói chung là lớp nó còn là rất là đẹp, nhưng chủ yếu là cái độ mòn của nó là nó còn cái gai của nó là còn là khá thôi nha các bác. Nè, nó mòn, nó còn khá thôi, không có nứt, không có răng. Đó, mà em thấy nó không có thấy nứt răng, nó chết đó. Lớp bó bự, lớp này chạy rất là bền luôn các bác. Chạy rất bền. Lớp béo bự nha các bác nha, 9.516 nguyên zin. Đây, dòng 2 cầu power spin trợ lực lái. Là dòng chạy nhanh đó các bác. Cái dòng trợ lực lái 2 cầu chạy nhanh nha. Gia đình nào các bác đang cần cái em mà chạy nhanh thì em này là chạy nhanh. Lớp sâu là 13.628. Đó, rửa nhưng mà chưa sạch, lớp vẫn còn là dính nha bác thấy không? 13.628 nha. Con này thì cặp lớp sâu vẫn còn gai gió luôn cả nhà. Đó, vẫn còn gai gió đấy luôn. Không có vết răng, không có vết nứt nha bác nha. Đó, không có vết răng, không có vết nứt nào. Vẫn còn gai gió. Gai thì còn khá là cao, lớp béo bự luôn, bốn quả lớp béo bự luôn quá. Con này bốn quả lớp béo bự. Con này có trang bị thêm cái bánh ghiêng này các bác này, nên là khá thuận tiện cho các bác luôn nha. Cái việc các bác làm nó rất là thuận tiện. Dừng và chống lên nha. Đó, các tham quan đó từ phía sau này, khi em nghiên cứu cho bác tham quan cái cabin máy lạnh nội thất của nó một tí nè. Đó, biết không các bác? Sử dụng cabin máy lạnh để bảo vệ sức khỏe nha cả nhà. Tại vì cabin máy lạnh thì các bác mùa nào cũng có thể làm được, bốn mùa luôn. Đó. Có sức khỏe là các bác phải làm công việc của các bác. Đây là có cái ớt bọc ở phía ngoài cho cục tối nha các bác ạ. Đừng có chuột á. Đó, có cái bọc bên đó, có bọc phía ngoài. Biết luôn các bác. Bên đồ mọi thứ của em nó hoạt động rất là tốt luôn nha các bác nha, rất là tốt luôn. Cái bên nghiêng này các bác, chỉ có 1% cái bên nghiêng là điện nha các bác nha, còn đó là full cơ luôn.
Vì tại vì đã dùng cái bên nghiêng thì phải dùng điện các bác, như là 1% của nó, cái bên nghiêng này là điện, còn đâu là phun cơ nha các bác nha. Đó, đi ngang khi đồ các thứ là đầy đủ. Quay cái cabin luôn. Trên đồng hồ con này đặc biệt rất là đẹp luôn các bác nha. Đây có hai hàng chữ nhật còn nguyên trên cái mặt đồng hồ là có đó là bác này. Có thấy không? Còn nguyên luôn. Con này là số chạy nằm hai chơi cô lăng và tiếng lùi nằm chơi cô lăng nha bác. Dòng là dòng tiếng lùi đồng tốc nha các bác nha. Đó, dòng tiếng lùi đồng tốc. Cái này là giấy bên em lót là tại vì mới rửa xong các bác nó còn ướt á, khi mình lên xuống nó sẽ dơ nha nên em sẽ rót hai cái giấy cắt tông vào đây. Đây tem mát của nó còn nguyên bản luôn. Đây chốt cái thân tay. Còn ga nè các bác, ga tay. Ben cơ nha các bác nha. Giờ bên em sẽ rửa lại nha các bác nha, tại nước phía bên ngoài là đã dọt xuống rồi, nó dọt xuống nó lem nhem lắm các bác, tính không rửa nhưng nó dọt xuống nó ướt lem nhem có thể rửa luôn cho sạch luôn các bác nha. Đó, các bác thấy đất kẹp, đất ta anh chạy ra nguồn đất dơ. Giờ bên em sẽ tiến hành rửa cho sạch sẽ luôn nha các bác nha. Con này là 4 máy bét kim nha cả nhà, Yamaha US 46 4 máy bét kim.
một lái. Bốn máy máy kim hai cầu chờ lực lái. Ven cơ số cơ. Đó, cái bác coi máy móc của em á, sau khi mình rửa nó sạch dần tất, các bác thấy đất không xuống nè. Từ phía bên ngoài chạy xuống nó lên nhem được đó, bên em tiến hành rửa nó sạch sẽ luôn. Đây là con này là heo cơ luôn nha các bác. Đó, tem mát còn nguyên bản luôn, bác thấy không? Rửa ra là nhìn nó rất là đẹp. Đây các bác xem nè. Đó, đây rửa ra luôn à. Rất đẹp luôn các bác nha. Ơi, các bác nào ở gần thì đến cửa hàng tham khảo trực tiếp xe nha. Còn mấy bác ở xa thì mấy bác cứ ra an tâm mà mua online. Nếu mấy bác lại khó khăn vất vả trong việc đi lại trên quá trình xe cờ nha, thì cứ gọi điện cho em cái mạng Zalo để test trực tiếp qua Zalo cũng như hình ảnh video để cho các bác có thể tham khảo. Các bác sẽ an tâm hàng bằng đến tay bằng hàng uy tín chất lượng cho các bác, nên các bác không cần phải lo lắng gì hết nha. Con này là siêu phẩm Yamaha US 46 cabin tiếng lừa đồng tốc trên vô lăng, số chạy trên vô lăng full cơ luôn nha các bác nha. Dòng này là dòng chạy nhanh nên là các bác cứ an tâm mà chạy thôi. Với lại là máy nó là máy tiết kiệm nhiên liệu. Đó, xe này sau khi rửa sạch sẽ khô rồi bên này sẽ đánh cống bát nè các bác. Rồi, kính chào cả nhà.